vụ cảnh sát giao thông cầm viên gạch dọa đánh người, kỷ luật cán bộ có hành vi thiếu chuẩn mực. Chủ tiệm vàng kể lại giây phút đối mặt hai tên cướp có súng. Tạm giữ tài xế tấn công cảnh sát giao thông nhập viện khi đang làm nhiệm vụ. Đau lòng, cháu trai dùng búa sát hại ông nội. Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện clip hai người đàn ông xảy ra xô xát với nhau do mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Đáng nói, người đàn ông cầm gạch có lời nói văng tục, hăm dọa là một thiếu tá cán bộ đội cảnh sát giao thông ở Bình Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương điều chuyển công tác đối với cán bộ này, không tiếp tục làm cảnh sát giao thông. Ngày 1 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã có hình thức xử lý liên quan đến vụ việc cán bộ cảnh sát giao thông ở Bình Dương xô xát với người dân khi tham gia giao thông trên quốc lộ 13. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tá NVTT, cán bộ đội cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương, do có hành vi thiếu chuẩn mực trong khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh điều chuyển công tác đối với Thiếu tá T, không tiếp tục làm cảnh sát giao thông. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xảy ra xô xát với nhau do mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Trong đoạn clip xuất hiện người đàn ông mặc áo thun vàng, quần sóc trắng, cầm viên gạch trên tay tiến tới đối phương, kèm theo nhiều lời lẽ văng tục hăm dọa. Trong khi đó, đối phương cũng thách thức người này đánh mình. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây sự chú ý. Nhiều người cho rằng người đàn ông cầm gạch trong clip này là cán bộ cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương. Theo xác minh ban đầu, sự việc được ghi lại trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người cầm gạch trong clip là Thiếu tá NVTT, đang công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương. Vụ việc trên cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng xấu đến ngành công an. Gần đây, những vụ trộm cướp diễn ra rất manh động và liều lĩnh. Đối tượng thường mang theo hung khí để đe dọa và sẵn sàng khống chế khi bị phát hiện. Như vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh, chủ tiệm vàng không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đối mặt với hai tên cướp táo tợn. Theo chủ tiệm vàng MT3 ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Hát cho biết, vợ ông, bà LTP, hiện vẫn còn đang choáng váng, mất tinh thần sau giây phút đối mặt với hai tên cướp vào chiều tối ngày 30 tháng 11. Bà P bị trúng đạn khi cố gắng ngăn cản chúng tẩu thoát. Ông Hát cho biết, thông thường tiệm vàng của ông có bảo vệ ngồi trước cửa, nhưng thời điểm bị cướp, hết giờ làm nên bảo vệ không còn ở tiệm. Vợ tôi thường là người đứng bán hàng, tôi chỉ trông coi giúp đỡ. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua. Gia đình ông Hát có 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, 2 cửa tiệm do con trai và người cháu trong gia đình buôn bán. Cửa tiệm bị cướp vào chiều tối 30 tháng 11 ở thị trấn Châu Thành do vợ chồng ông chịu trách nhiệm kinh doanh. Vụ cướp do hai đối tượng là Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ tại thành phố Trà Vinh, và Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ tại thành phố Hải Phòng gây ra. Quá trình diễn ra được 3 camera an ninh của cửa tiệm ghi lại vỏn vẹn trong 2 phút vào khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 11. Thời điểm này, Quang và Việt đi trên một xe máy, đỗ lại trước cửa tiệm vàng MT3. Chúng phân công, người ngồi sau chạy nhanh vào tiệm vàng, người lái xe đứng trước cửa quan sát và sau đó cũng vào theo. Lúc này, ông Hát đang đi bộ ngoài đường, định chờ vào nhà, thì hàng xóm nhắc có hai người đàn ông mới đi vào cửa tiệm. Ông Hát đi vào, cùng lúc này vợ ông cũng từ trên lầu đi xuống và chứng kiến hai kẻ trộm đang vơ vét vàng trong tủ kính vào túi ni lông. Đôi vợ chồng già lúc này vẫn chưa ý thức được cửa tiệm bị cướp. Một trong hai đối tượng đưa súng lên đe dọa, yêu cầu hai vợ chồng đứng yên, nếu bỏ chạy sẽ bắn. Một người phụ nữ ở nhà sau cũng chạy lên cùng hai vợ chồng ông Hát tiến ra ngoài sân, hốt hoảng chi hô cướp. Một người đi đường nghe thấy, dừng xe máy, nhặt vội một khúc cây ven đường xông vào tiệm vàng, khua vào tủ làm tiếng vỡ. Một số hàng xóm nghe chi hô cũng tức tốc chạy sang. Thấy bị phát hiện, hai tên cướp cầm súng chạy ra phía cửa, vừa nổ súng vừa dọn đường tháo chạy. Một số người dân nhặt đá ném vào hai tên cướp nhưng không cản được chúng tẩu thoát. Vợ ông Hát trong lúc thấy hai tên cướp lên xe, chuẩn bị tẩu thoát liền tiếp cận chúng và bị một trong hai bắn trúng làm bà B bị thương. Có thể thấy hiện nay, nhiều đối tượng túng quẫn đều tìm đến hành vi cướp tài sản gây mất an ninh trật tự. Các hành vi này cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để tăng tính răn đe. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Mới đây, tổ công tác của Công an huyện Tứ Kỳ thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường liên tỉnh 391. Sau khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, một người đàn ông đã dùng mũ bảo hiểm tấn công, khiến một cán bộ công an ở Hải Dương phải điều trị tại bệnh viện. Ngày 1 tháng 12, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông tên B, trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, để làm rõ hành vi tấn công một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Trước đó, ngày 29 tháng 11, tổ công tác của Công an huyện Tứ Kỳ thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường liên tỉnh 391. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác yêu cầu kiểm tra người đàn ông tên B, nhưng người này không chấp hành và dùng mũ bảo hiểm xe máy đánh bị thương một cán bộ công an của Công an huyện Tứ Kỳ. Theo đại diện Công an huyện Tứ Kỳ, cán bộ công an bị đối tượng đánh bị thương khi nhập viện phải khâu 2 mũi, sức khỏe đã ổn định. Sau khi tấn công cán bộ công an, người đàn ông nói trên đã bị Công an huyện Tứ Kỳ tạm giữ để phục vụ điều tra. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi cập nhật ở chương trình tiếp theo. Mới đây tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh xảy ra một vụ án mạng đau lòng giữa những người thân trong gia đình. Được biết trong lúc ăn sáng, giữa hai ông cháu bỗng nảy sinh mâu thuẫn. Lúc nóng giận không kiềm chế, người cháu đã dùng búa tấn công ông nội khiến nạn nhân tử vong. Theo thông tin từ cơ quan công an thành phố Uông Bí, nạn nhân là ông Vũ Văn Thạnh sinh năm 1944, bị cháu trai là Vũ Văn Tùng sinh năm 2005 gây ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong khi đang ăn sáng, ông Thạnh và cháu trai đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Tùng đã dùng búa tấn công ông nội gây tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa Tùng lên cơ quan chức năng đầu thú. Theo chia sẻ của gia đình, gần đây Tùng có biểu hiện tâm thần. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Liên quan đến vụ cháu bé mất tích ở Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, Nguyễn Đình Hanh cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm thì vẫn chưa có tung tích của cháu. Việc tìm kiếm cháu vẫn đang được triển khai tích cực với sự hỗ trợ từ lực lượng công an, quân đội và nhân dân địa phương. Lực lượng chức năng thậm chí đã huy động cả chó nghiệp vụ nhằm bằng mọi giá nỗ lực tìm kiếm cháu bé. Khu vực gia đình sinh sống không có ao hồ, trích xuất camera cũng không tìm ra căn cứ nào. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can, bắt giam Ngô Anh Vũ, sinh năm 1989, trú tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, để điều tra về tội nhận hối lộ trong thời gian làm đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ Giới 6202D, đóng tại huyện Bến Lức, Long An. Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn năm 2021-2022, làm đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm Cơ Giới 6202D, Vũ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân để hợp thức hồ sơ thiết kế, thi công xe cơ giới cải tạo và sắp xếp nghiệm thu, kiểm định lại Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ Giới 6202D. Mới đây, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Dương Thế Trọng, sinh năm 1992, trú tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, bị can Dương Thế Trọng là nhân viên ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Hà Quảng, được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của người vay vốn, bị can Trọng đã có hành vi lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như lập hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay, lập khống chứng từ, nâng số tiền vay vốn trong hồ sơ, lừa dối để khách ký vào ủy nhiệm chi hoặc giấy rút tiền mặt. Công an xác định từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Trọng đã có hành vi vi phạm đối với 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 12, lãnh đạo thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra một vụ án mạng, cả người tấn công và nạn nhân đều sinh năm 2008. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 7 giờ sáng cùng ngày tại khu phố Hồng Hà, thị trấn Phú Thái. Sau khi tấn công bạn, nghi phạm bỏ chạy về phía khu vực bờ sông, giáp ranh với thị xã Kinh Môn để lẩn trốn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị trấn đã nhanh chóng xuống hiện trường, đưa nạn nhân vào viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người này đã không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ. Vừa qua tại thôn 8, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo xảy ra vụ nổ lớn. Hậu quả của vụ nổ làm Trần Quang Hưởng, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994, cùng trú tại thôn 8, An Điền, xã Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị thương. Do vết thương quá nặng nên Trần Quang Hưởng được đưa lên một bệnh viện ở Hà Nội để điều trị, còn Nguyễn Văn Đức đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Được biết, Đức đến nhà Hưởng để chế pháo nổ, trong khi đang thực hiện thì bị phát nổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, tác giả mong ước kỷ niệm xưa ra đi đột ngột khiến nhiều người hâm mộ vô cùng xót thương. Được biết, nhạc sĩ Xuân Phương mất vì căn bệnh ung thư. Trong buổi tang lễ, đông đảo người thân, bạn bè, nghệ sĩ, đồng nghiệp tiếc thương tiến đưa nhạc sĩ Xuân Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhạc sĩ Xuân Phương mất vì bệnh ung thư. Sự ra đi của anh khiến nhiều người bàng hoàng bởi Xuân Phương giấu bệnh với bạn bè. Cách đây một tuần, một số anh em trong nghề mới biết nhạc sĩ mắc bạo bệnh, vẫn nghĩ anh sẽ chống chọi được thêm một thời gian. Thế nhưng mọi cuộc hò hẹn đã trở nên quá muộn. Lễ viếng nhạc sĩ Xuân Phương diễn ra vào lúc 11:30 ngày 1 tháng 12 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Rất nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã đến nhìn mặt nhạc sĩ của mong ước kỷ niệm xưa lần cuối và tiến đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên ở Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ. Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 ở Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh nổi tiếng qua các ca khúc Lời Du Cho Con, Nếu Phải Xa Nhau, Lời Chưa Nói, Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Từ năm 2000, anh là giảng viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, anh tiếp tục học cao học về nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Văn hóa Dân gian. Trước khi rời cõi tạm, Xuân Phương giữ chức chủ nhiệm khoa âm nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cuối cùng là thông tin liên quan đến thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 12 năm 2023, bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bước sang tháng 12, nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 1 đến 2 độ C. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo trong tháng 12 năm 2023, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 20 đến 50 mm. Một số nơi phía Tây Bắc Bộ cao hơn trên 50 mm. Khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn từ 15 đến 30 mm, có nơi cao hơn. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 40 đến 70 mm, có nơi thấp hơn. Khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 10 đến 20 mm. Tại khu vực Nam Bộ, khu vực miền Đông phổ biến thấp hơn từ 5 đến 15 mm, khu vực miền Tây cao hơn từ 5 đến 15 mm so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 12 năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không khí lạnh trong các tháng 12 năm 2023 tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm, tuy nhiên vẫn cần đề phòng có ngày xuất hiện mưa rào và dông. Trong tháng 12, hiện tượng dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Trong tháng 12 năm 2023, bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Thời kỳ này cũng là thời điểm cuối của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ vẫn còn xảy ra trên khu vực, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.